Gắn bó với nghề mỏ và những đường lò của Than Dương Huy đã 18 năm, anh Nguyễn Tiến Khôi, thợ lò bậc 5/6, phân xưởng khai thác than 10, cảm nhận rõ sự đổi thay của nghề khai thác than hầm lò. Thời anh mới vào nghề, thợ lò phải đi bộ cả cây số mới đến được vị trí sản xuất. Một cây số không phải quãng đường quá xa, nhưng cũng phải mất hàng tiếng đồng hồ mới đến được nơi làm việc. Lý do, việc đi lại dưới lò chật hẹp, nhiều chướng ngại vật và thiếu ánh sáng. Câu chuyện về ngày gian khó đã qua. Giờ đây, điều kiện làm việc của anh Khôi cũng như hàng trăm thợ lò phân xưởng khai thác than 10 đã được cải thiện hơn trước rất nhiều. Hàng ngày trên chuyến sông Loan quen thuộc, thợ lò Nguyễn Tiến Khôi phấn khởi bước vào một ca sản xuất mới. Đây là phương tiện vận tải hỗ trợ đắc lực cho những người thợ lò Dương Huy. Đường lò vận tải có chiều dài trên 3 km này, nếu đi bộ thì rất vất vả. Nhưng với sông Loan chở người thì cả ekip chỉ mất khoảng 20 đến 25 phút là đã đến được gần vị trí sản xuất. Chúng tôi kéo vật tư lên trên là bây giờ là có tời thuyền mang vật tư lên tận chân chợ để chúng tôi mang lên vị trí sản xuất, cũng không phải mang vác như ngày xưa hàng cây số rất là vất vả. Bây giờ thì khi vào thì chúng tôi chỉ khoan gươm và đo củng cố lò và sau đó khoan gươm củng cố các vị trí cần thiết đánh văng bổ sung. Và sau đó thì lổ mền ra tải than và di chuyển giá vào bên trong. Đường lò vận tải khá cao và thoáng, nhưng khi đến được gương than ở một lò chợ của phân xưởng khai thác than 10, không gian dần thu hẹp lại. Đó là nơi những người thợ lò đang miệt mài khai thác từng tấn vàng đen cho Tổ quốc. Gương có tiết diện hẹp khoảng 4,4 m², chiều dài theo phương lớn, phù hợp để áp dụng chống giữ bằng giá khung thủy lực di động XDI, vận tải than bằng máng cào. Công nghệ khai thác này tuy không còn hiện đại, nhưng đảm bảo độ an toàn cho người lao động và phù hợp với điều kiện địa chất một số khu vực khai thác than của Than Dương Huy. Nhờ điều kiện thông gió tốt nên dù làm việc ở không gian hẹp, hàm lượng bụi trong gương lò này cũng đã được giảm đáng kể. Khoảng 4 tháng nữa, lò chợ của phân xưởng khai thác than 10 sẽ được chuyển đổi công nghệ từ giá khung thủy lực di động XDI sang dàn chống mềm ZRI, cho phép khai thác than ở những vị trí nhỏ, hẹp, độ dốc lớn và an toàn tuyệt đối. Như vậy, cùng với hai lò chợ giá xích, ba lò chợ giá khung phân thể, một lò chợ cơ giới hóa đồng bộ và một lò chợ khai thác bằng dàn chống mềm ZRI, điều kiện làm việc của thợ lò Dương Huy sẽ ngày càng hiện đại, năng suất và an toàn. Lò chợ này hiện tại bây giờ cái trữ lượng của nó còn khoảng tầm ngót nhất 30.000, thì đang tính là khấu khoảng tầm 2 tháng nữa là sẽ kết thúc cái lò chợ này. Công ty sẽ đầu tư một cái công nghệ khác là cái công nghệ máy khấu đồng bộ vào để thay thế cho cái lò chợ XDI này. Thì từ cái điều kiện nó tốt như vậy thì người lao động cũng rất là phấn khởi. Cùng với Than Dương Huy, hiện nay TKV đang vận hành 11 dây chuyền cơ giới hóa khai thác than hầm lò với mức độ cơ giới hóa trung bình đạt 13,8% một năm, tăng hơn 4 lần so với giai đoạn trước. Trong công tác đào lò, TKV đầu tư và đưa vào sử dụng 10 máy combine đào lò, 26 xe khoan tự hành, 215 máy xúc các loại, 54 máy cào đá và trên 1.400 máy khoan cầm tay. Mức độ cơ giới hóa đào lò của các mỏ cũng đã tăng gấp 2,25 lần so với giai đoạn 10 năm về trước. Theo đánh giá của nhiều chuyên gia ngành mỏ, điều kiện làm việc ở các mỏ hầm lò của TKV đã tiệm cận các quốc gia có ngành công nghiệp khai khoáng phát triển trên thế giới. Ở giai đoạn 2021-2025 cũng như là tầm nhìn 2030 thì Đảng ủy tập đoàn cũng vẫn cứ chủ trương định hướng và tiếp tục cơ giới hóa, tin học hóa và hiện đại hóa trong tất cả các khâu nếu có thể được. Thế và tiến tới là sẽ xây dựng các cái mỏ lớn, mỏ xanh, sạch và thân thiện với môi trường và gần tiệm cận với lại cái nền sản xuất mà tiên tiến và hiện đại trong thời gian tới. Và mục tiêu đến năm 2025 thì cái tỷ lệ cơ giới hóa trong sản xuất lao động để đạt bình quân là đạt từ 25 đến 35%. Với công nghệ sản xuất hiện đại, những người thợ đã vươn lên vị thế và vai trò mới. Họ không còn là những lao động thủ công, mà trở thành những người thợ có trình độ tay nghề cao, hiểu và làm chủ công nghệ hiện đại để sản xuất an toàn, hiệu quả.
Làm việc trong môi trường hiện đại cũng giúp năng suất lao động và thu nhập của thợ lò được tăng lên. Hiện nay, bình quân một ngày công đi lò, thợ lò thu nhập từ 800.000 đồng đến 1,1 triệu đồng một người. Theo thống kê của tập đoàn, thu nhập bình quân thợ lò năm 2020 đạt khoảng 20 triệu đồng một tháng, tăng trên 13% so với năm 2019. Để khuyến khích sức lao động của thợ lò, năm 2019 và 2020 vừa qua, TKV đã chỉ đạo tăng lương từ 1 đến 2 đợt cho người lao động. Tỷ lệ tăng từ 9 đến 13%. Trong khoảng 2 năm trở lại đây, tập đoàn đề ra mục tiêu kiểm soát không tăng lao động, mặc dù khối lượng công việc cao hơn rất nhiều. Tất cả lao động trong các khối đều giảm, riêng thợ lò tăng hơn 1.200 người. Như vậy, trong 2 năm liên tiếp là 2019 và 2020, tập đoàn có tăng trưởng số thợ lò sau nhiều năm chỉ giảm. Điều này chứng tỏ chính sách tăng tiền lương của tập đoàn cho người lao động làm việc trong hầm lò đã phát huy tác dụng. Điều kiện làm việc của chúng tôi hiện bây giờ thì là cũng so với sức lao động của tôi là tôi thấy rất là bình thường và thoải mái sau một ngày làm việc. Khi vào làm xong công việc ra ngoài tôi thấy nó không vất vả lắm so với trước đây. Trước đây thì rất là vất vả, nhưng bây giờ ra ngoài chúng tôi vẫn còn đi giao lưu rồi thể dục thể thao rồi làm những việc khác. Và sau một ngày làm việc ra ngoài là chúng tôi biết ngay là cái sản phẩm của mình làm được bao nhiêu. Và như hiện tại bây giờ chúng tôi làm được khoảng tầm 850 đến 1 triệu một công trong một ngày. Ngoài lương hưởng theo sản phẩm, thợ lò còn được doanh nghiệp hỗ trợ những khoản thu nhập mà họ không phải đóng thuế thu nhập cá nhân, như ăn định lượng, đưa đón đi làm, tắm nước nóng, rửa mũi, giặt quần áo bảo hộ lao động, hỗ trợ chi phí ở nhà tập thể. Được biết, đây không phải là chế độ bắt buộc mà là doanh nghiệp tự bỏ chi phí để hỗ trợ cho người lao động. Đây là không gian sống của hàng nghìn thợ lò than Quang Hành. 4 khu nhà 5 tầng được đầu tư khang trang, đầy đủ tiện nghi sinh hoạt để phục vụ thợ lò. Sống ở đây, người lao động không phải lo lắng về kinh tế, bởi mức chi phí cho sinh hoạt của mỗi người không cao, chỉ từ 150.000 đến 300.000 đồng một tháng. Nhiều thợ lò do tiết kiệm được đáng kể về chi phí đã đầu tư thêm các thiết bị phục vụ sinh hoạt trong phòng như máy giặt, máy tập thể dục. Được công ty quan tâm rồi xây nhà ở, chúng tôi ở cái chung cư này thực sự là thứ nhất là đi ra đi vào có bảo vệ trông coi này, điều kiện sinh hoạt ăn ở thì là mọi cái sinh hoạt nó so với trước là rất là nhiều. So với trước bây giờ, trước là chúng tôi thuê hơn triệu một tháng, nhưng bây giờ thì điều kiện nhà cửa các thứ khang trang rồi thì nó mất một cái tiền nhà 150 thôi. Còn mùa hè thì nó đóng bức thì mất cái tiền điều hòa được biết 300-400 có thế thôi, chứ không có gì cả. Nói chung là so với cái điều kiện mà như trước tôi ở là bây giờ gọi là quá sướng so với ngày xưa. Điểm riêng biệt thú vị trong không gian sống tập thể của Than Quang Hành là những căn phòng hạnh phúc. Gọi là phòng hạnh phúc, nhưng thực chất đây là sự chu đáo của công ty dành cho những thợ lò đã có gia đình riêng. Hàng tháng, thợ lò đón vợ con và người thân từ nhiều miền quê xa xôi ra Quảng Ninh tham quan du lịch. Để hỗ trợ những gia đình này, công ty bố trí một số căn phòng có đầy đủ tiện nghi, giúp các gia đình tiết kiệm được nhiều chi phí. Ý nghĩa hơn, khi được tận mắt chứng kiến điều kiện sống của người thợ lò trong khu tập thể, họ sẽ yên tâm hơn với công việc của các anh. Từ lúc tôi chính thức là công nhân của công ty Than Quang Hành, TKV thì nói chung là đời sống từ công việc cho đến sinh hoạt hàng ngày đều rất được là cấp trên là quan tâm, tạo điều kiện từ chỗ ăn ở, từ xe đi làm đưa đón, không là sinh hoạt. Tôi cũng thấy công ty rất quan tâm đến công nhân và tạo điều kiện đầy đủ cho những gia đình xuống thăm chồng, là có phòng riêng, không mà có chỗ ở riêng rất là tốt. Với việc quan tâm cải thiện điều kiện ăn ở, đi lại, làm việc cho thợ lò, ngành than đang đi đúng hướng trong mục tiêu tạo sức hút cho nghề mỏ. Theo thống kê của Trường Cao đẳng Than Khoáng sản Việt Nam, đơn vị có chức năng tuyển sinh, đào tạo các nghề mỏ hầm lò.
Từ năm 2015 đến nay, số lượng tuyển sinh đã tăng từ 3.968 học viên lên 5.430 học viên. Đặc biệt, số lượng lao động tái tuyển của các mỏ đang có chiều hướng tăng so với giai đoạn 2-3 năm về trước. Đơn cử như ở Than Quang Hanh, trong số 307 thợ lò tuyển dụng được của năm 2020, có 64 người được công ty tái tuyển. Nhiều đơn vị từng gặp khó trong tuyển dụng thợ lò như Mông Dương, Khe Tràm, thì nay đã bắt đầu có sức hút trở lại với thị trường lao động. Còn tại các mỏ như Vàng Danh, Nam Mẫu, Hà Lâm, thợ lò tuyển dụng ngày càng được nâng cao về chất lượng. Tuyển dụng thợ lò tuy đã có nhiều tín hiệu lạc quan hơn thời điểm trước, nhưng ngành than vẫn cần tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để giữ chân thợ lò. Hiện nay cái thu hút người lao động đối với ngành than thì cũng rất là khó khăn. Tuy nhiên được sự quan tâm của tập đoàn, của công ty thì hiện nay chúng tôi cũng đưa ra rất là nhiều những chính sách. Trước hết là tập trung cải thiện tốt nhất cái điều kiện làm việc cho thợ mỏ để làm sao thợ mỏ có năng suất cao, thu nhập tốt. Cùng với việc cải thiện điều kiện làm việc cũng như giữ đảm bảo an toàn người lao động thì các chế độ chăm lo cho người lao động như là nhà ở, ăn định lượng, các chế độ tắm giặt, rồi là phương tiện đi lại cho người lao động từ trong lò cho đến việc đưa công nhân đi từ nhà ở cho đến nơi làm việc, thế rồi chế độ tham quan nghỉ mát, rồi các chế độ đặc thù như là rửa phổi, rồi là rửa mũi thì được tập đoàn duy trì và đang thực hiện rất là hiệu quả. Trong tương lai gần, tương quan lực lượng lao động của TKV sẽ chuyển dịch về nhóm lao động có chuyên môn kỹ thuật cao, vì các khâu sản xuất than, khoáng sản, điện lực, hóa chất, cơ khí sẽ dần được tự động hóa, cơ giới hóa đồng bộ hay từng phần. Do vậy, lực lượng kỹ sư hoặc công nhân kỹ thuật được đào tạo chuyên sâu sẽ là lực lượng lao động công nghệ chính. Mặt khác, tập đoàn đã và đang thực hiện chính sách tiết giảm lao động phục vụ, phụ trợ, nên dần dần các lao động của khâu này sẽ dịch chuyển sang các nhà cung cấp dịch vụ. Quyết tâm thực hiện an toàn. Và lâu dài, TKV cần tạo ra và củng cố sự khác biệt của ngành than về môi trường làm việc, sự quan tâm, chăm lo để thu hút và giữ chân thợ lò một cách bền vững. Ngoài chủ trương cải thiện điều kiện làm việc trong hầm lò, thì việc gìn giữ và phát triển văn hóa thợ mỏ thời đại mới, khơi gợi lòng yêu nghề và ý thức kỷ luật lao động trong mỗi người có thể xem là một giải pháp hiệu quả trong lúc này. Mình đang lên Hà Long muôn màu, cùng đoàn thuyền ra khơi cánh đánh buồm xa vời. Đi trong giấc mơ này, bạn nghe chăng bản tình ca mới.